Bản tin 24 giờ ngày 15 tháng 6 Lửa nhấn chìm nhà máy nhiệt điện của Nga gần biên giới Ukraine Chuyên gia nhận định còn quá sớm để nói cuộc phản công của Ukraine có thể thành công hay không. UAV cảm tử, mối đe dọa lơ lửng trên không đối với chiến dịch phản công của Ukraine. Lãnh đạo Chechnya Kadyrov nói đồng minh thân thiết Delim còn sống, phủ nhận báo cáo chấn thương. Các công ty quân sự tư nhân của Nga phát triển mạnh mẽ nhờ chiến tranh với Ukraine. Quý vị đang theo dõi bản tin 24 giờ ngày 15 tháng 6 của DKN. Nếu yêu thích các bản tin của DKN, quý vị có thể bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về bản tin mới nhất của chúng tôi. Và tiếp sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Một đám cháy lớn đã bùng phát tại một nhà máy nhiệt điện ở vùng Rostov phía nam nước Nga hôm thứ Tư ngày 14 tháng 6. Đoạn video được chia sẻ trực tuyến cho thấy ngọn lửa lớn và những cột khói đen bốc lên từ nhà máy nhiệt điện Novochekaskaya nằm cách khu vực Donetsk của Ukraine khoảng 50 km về phía đông nam. Thống đốc Rostov Vasily Golubev cho biết các nhân viên cứu hỏa đã dập tắt được ngọn lửa, bao phủ một khu vực rộng 200 mét vuông vào cuối chiều thứ Tư. Ông Golubev đã viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng ba công nhân của nhà máy đã phải nhập viện vì bị thương do hỏa hoạn. Ông cho biết thêm, nhà máy nhiệt điện thuộc sở hữu của tập đoàn Gazprom đã đình chỉ hoạt động và tạm thời hạn chế cung cấp điện cho khách hàng trong khu vực. Thống đốc phủ nhận các báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương, trong đó trích dẫn một quan chức thực thi pháp luật địa phương ẩn danh, người đã tuyên bố một vụ nổ lớn xảy ra trước đám cháy. Mặc dù một cuộc kiểm tra đang được tiến hành, nhưng ông Golubev cho biết các chuyên gia tin rằng vụ cháy có thể do dò gì khí ga vụ việc tại nhà máy điện Novocherkasskaya diễn ra sau một loạt vụ tấn công bằng máy bay không người lái gần đây nhằm vào các nhà máy lọc dầu ở các khu vực của Nga nằm gần biên giới với Ukraine. Kyiv đã phủ nhận vai trò của mình trong các cuộc tấn công này và các cuộc tấn công khác vào lãnh thổ Nga kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Quân đội Ukraine cho biết họ đã giành lại bảy ngôi làng từ Nga, đánh dấu những thành tựu ban đầu trong cuộc phản công của nước này. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng còn quá sớm để nói liệu cuộc phản công của Kyiv có thành công hay không. Vuk Vuksanovic, cộng tác viên tại nhóm chuyên gia cố vấn của trường kinh tế London, LSE Ideas, ông nói với Newsweek rằng một số ngôi làng mà Ukraine đã giành lại nằm ở địa hình hiểm trở và đã đổi chủ nhiều lần kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Ngoài ra, sau khi quân đội Nga rút khỏi Kharkiv vào tháng 9 năm 2022, họ đã xây dựng một hệ thống công sự phòng thủ tinh vi và phức tạp, điều đó khiến lực lượng Ukraine rất khó để đột phá. Trong phân tích được công bố hôm 14 tháng 6, Jack Watling, nhà nghiên cứu cấp cao về chiến tranh tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Rusi cho biết lực lượng của Kyiv đã chọc thủng một số vị trí của lực lượng Nga trên tiền tuyến. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng họ vẫn còn cách tuyến phòng thủ chính của Nga một quãng đường. Ngoài ra, Kyiv vẫn chưa khai triển phần lớn lực lượng của mình. Ông nói thêm, các lực lượng Ukraine đang giành được nhiều thắng lợi, nhưng cuộc tấn công còn cách xa giai đoạn quyết định. Cuộc giao tranh có thể sẽ trở nên khó khăn hơn. Theo chuyên gia này, khi các lực lượng Ukraine thâm nhập sâu hơn vào các tuyến phòng thủ, họ sẽ lọt vào tầm bắn của nhiều pháo binh Nga hơn. Tuy nhiên, ông cho rằng nếu Ukraine có thể buộc các đơn vị của Putin tái bố trí, thì lực lượng của Moscow với kỷ luật kém sẽ trở nên thiếu phối hợp và dễ bị sụp đổ. Peter Rutland là giáo sư nghiên cứu về Nga, Đông Âu và Á Âu tại Đại học Wiesland, Middletown, Connecticut. Ông nói với Newsweek rằng Putin vẫn có lý do để tự tin Ông ấy chỉ lo ngại nghiêm trọng nếu cầu Crimea bị phá hủy. Tiếc là điều đó khó có thể xảy ra. Ông Rutland cũng nói các cuộc tấn công vào các mục tiêu bên trong nước Nga chẳng hạn như kho chứa dầu và các thị trấn biên giới là một thách thức chính trị cấp bách hơn đối với Putin. Cũng liên quan đến cuộc phản công của Ukraine, các chuyên gia nhận định Nga đang sử dụng các máy bay không người lái UAV cảm tử với tần suất cao. Điều đó gây ra mối đe dọa hiện hữu đối với lực lượng của Kyiv. Theo tạp chí Forbes, dù chỉ là các vũ khí đơn giản nhưng dòng UAV này có thể gây ra mối đe dọa lớn cho các vũ khí khí tài hiện đại như xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất và xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ. Theo Sam Bendet, chuyên gia quân sự tại tổ chức CNA Mỹ, Nga gần đây đã thúc đẩy mạnh mẽ việc huấn luyện binh sĩ, tình nguyện viên huấn luyện sử dụng UAV cảm tử trong chiến đấu. Các UAV này hoạt động theo cơ chế bay lơ lửng trên không, chờ thời điểm thích hợp để lao xuống tấn công mục tiêu. Có hai loại UAV theo dạng này Phiên bản quân sự có kích thước lớn hơn như Phoenix Ghost của Mỹ và Lancet 3M của Nga, cũng như các UAV kích thước nhỏ được cải tiến từ các máy bay không người lái dân sự. Với các UAV FPV, người điều khiển sẽ đeo kính thực tế ảo để lái máy bay. Với chế độ quan sát ở góc nhìn thứ nhất, quân nhân sẽ xác định vị trí mục tiêu, điều khiển UAV lao xuống mang theo đầu đạn xuyên giáp hoặc thuốc nổ. Một đoạn video đăng tải ngày 10 tháng 6 cho thấy xe tăng Leopard 2A6 bị UAV Lancet của Nga đánh trúng và phá hủy. Trong khi đó, một đoạn video khác do phía Nga đăng tải cho thấy ba UAV FPV lao xuống xe tăng Leopard. Ngoài ra, các UAV này cũng tấn công những phương tiện bọc thép khác như thiết giáp kháng mìn BMP, thiết giáp hầm vi, các loại xe chiến đấu M113 và Bradley. UAV cảm tử cũng đã đặt một thách thức mới so với các vũ khí chống tăng trước đây, khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Trong nhiều thập niên, lính bộ binh đã dùng hai loại vũ khí chống tăng chính là hỏa tiễn vác vai hoặc hỏa tiễn dẫn đường có kích thước lớn hơn. Phương pháp cơ bản để đối phó với hai mối đe dọa này là dùng hỏa lực gấp đôi từ pháo binh, súng máy vào các vị trí khai triển để áp chế. Tuy nhiên vũ khí này lại là một mối đe dọa khác. Người điều khiển UAV có thể ở cách xa vài km, ẩn trong bong ke và không dễ bị phát hiện. Ngoài ra, UAV có tầm bắn lớn hơn nhiều so với vũ khí bộ binh truyền thống. Ngay cả một UAV FPV cơ bản cũng có thể bắn trúng mục tiêu cách xa 10 km và Lancet 3 của Nga có phạm vi đột kích lên tới 40 km cho phép UAV này tìm kiếm và tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên một khu vực rộng lớn. Các biện pháp gây nhiễu có thể hiệu quả chống lại các UAV thương mại cỡ nhỏ, nhưng cũng không đủ để đánh chặn các UAV tấn công bay ở tầm rất thấp. Về phía Ukraine, họ cũng đang xây dựng một đội UAV FPV hùng hậu, huy động mọi nguồn lực từ chính phủ, viện trợ cho tới các nhóm tình nguyện và tổ chức tư nhân tham gia. Đây cũng có thể được xem là mối đe dọa lớn cho Nga trong giai đoạn kế tiếp, dù Moscow cũng được xem là cường quốc tác chiến điện tử. Lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov hôm 14 tháng 6 bác bỏ thông tin của giới truyền thông cho rằng một trong những đồng minh thân cận của ông đã bị thương ở Ukraine. Cảm ơn mọi người đã lo lắng. Adam Dlimkhanov vẫn sống khỏe mạnh và thậm chí không bị thương, ông Kadyrov cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Trước đó, kênh truyền hình Svetda của Bộ Quốc phòng Nga đưa tin Khanov, một nhà lập pháp Nga đến từ Chechnya, đã bị thương ở Ukraine, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Kadyrov ban đầu nói rằng ông không thể liên lạc với đồng minh thân thiết Delimkhanov. Ông cũng yêu cầu tình báo Ukraine cung cấp thông tin về địa điểm và vị trí chính xác Delimkhanov bị tấn công để ông vẫn có thể tìm thấy người anh em thân yêu của mình. Thủ lĩnh Chechnya còn hứa hẹn một phần thưởng hậu hĩnh cho thông tin này. Trong bản cập nhật của mình sau đó, nhà lãnh đạo Chechnya tuyên bố yêu cầu của ông với tình báo Ukraine là một cách để chứng minh truyền thông Ukraine đã chìm đắm đến mức nào, nhưng không cung cấp thêm thông tin để làm rõ. Về phía Chủ tịch Hạ viện Nga, ông Vyacheslav Volodin nói với các nhà lập pháp rằng Tôi vừa nói chuyện với ông ấy, ông ấy vẫn sống và khỏe mạnh. Không chỉ vậy ông ấy còn chúc các bạn sức khỏe tốt. Trong khi đó, Điện Kremlin bày tỏ rất quan ngại về thông tin này. Người phát ngôn Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm thứ Tư rằng chúng tôi hy vọng một số thông tin cập nhật về những gì đã xảy ra sẽ xuất hiện sớm. Các báo cáo chưa được xác nhận trước đó lan truyền trên các phương tiện truyền thông Ukraine cho biết Delim Khanov đã bị giết ở vùng Zaporizhia của Ukraine, nơi đang bị lực lượng Nga chiếm đóng một phần. Ông Delim Khanov, 53 tuổi, năm ngoái được phong anh hùng Liên bang Nga vì vai trò của ông trong cuộc chiến ở thành phố Mariupol của Ukraine vào mùa xuân năm ngoái. Trong tháng này, ông đã công khai chỉ trích nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga, cáo buộc lãnh đạo của nhóm này là Yevgeny Prigozhin trở thành một blogger đang hét lên với toàn thế giới về tất cả các vấn đề trong quân đội Nga. Delim Khanov là thành viên Hạ viện Nga từ năm 2007, đồng thời là chỉ huy sư đoàn Chechnya của lực lượng vệ binh quốc gia Nga. Ông được nhiều người coi là quan chức quyền lực thứ hai ở Cộng hòa Chechnya thuộc Nga sau lãnh đạo Ramzan Kadyrov. Các công ty quân sự tư nhân của Nga phát triển mạnh nhờ chiến tranh với Ukraine. Cuộc chiến ở Ukraine đã đưa tập đoàn Wagner, công ty quân sự tư nhân lớn nhất của Nga hay PMC ra khỏi bóng tối. Trước cuộc xâm lược tháng 2 năm 2022, nó chủ yếu hoạt động bí mật ở Ukraine, Châu Phi và Syria. Thủ lĩnh của Wagner Yevgeny Prigozhin thậm chí còn phủ nhận sự tồn tại của nhóm và vai trò của mình cho đến mùa thu năm ngoái. Ngày nay với 50.000 quân mặc đồng phục Wagner tăng gấp 10 lần so với trước chiến tranh, Prigozhin đang tung hoành khắp nơi, đưa ra những lời đe dọa rút quân lính đánh thuê của mình và công khai chỉ trích giới lãnh đạo quân sự Nga. Nhưng Wagner không đơn độc, chiến tranh ở Ukraine cũng đã dẫn đến việc mở rộng các công ty quân sự tư nhân khác và thành lập những PMC mới sự bùng nổ của những gì về cơ bản là quân đội tư nhân không chỉ định hình chiến trường ở Ukraine, nó có thể có những tác động rất lớn sau khi cuộc chiến này kết thúc. Mong muốn của Moscow về việc có thêm lực lượng chiến đấu ở Ukraine đã tạo ra cơ sở phát triển quân đội tư nhân của Nga. Tập đoàn Wagner đã đáp ứng nhu cầu bằng cách tuyển dụng những người đàn ông thông qua các bảng quảng cáo, trường học, thậm chí là trong nhà tù. Ngoài Wagner, theo ghi nhận của trang tin Moscow Times, Gazprom, một công ty dầu mỏ lớn của Nga cũng có nhiều PMC, Đầu năm nay, Gazprom đã thành lập Gazprom Nef Security để bảo vệ các địa điểm sản xuất và lưu trữ dầu khí, đặc biệt là ở Bắc Cực. Tập đoàn này cũng đang tìm kiếm sự ủng hộ của Tổng thống Nga Vladimir Putin bằng cách tạo ra các lực lượng vũ trang phi nhà nước khác mà họ có thể dựa vào. Các đơn vị khác của Gazprom mới được tiết lộ gần đây như Potok đã chiến đấu ở Ukraine cùng với các lực lượng chính quy của Nga. Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Chechnya đã sử dụng lực lượng an ninh của khu vực làm lực lượng bán quân sự riêng của mình, mặc dù về mặt kỹ thuật họ là một phần của lực lượng vệ binh quốc gia Nga. Karirov cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc xây dựng PMC của riêng mình. Karirov viết trong một bài đăng trên Telegram: "Chúng tôi có thể tự tin nói rằng Wagner đã thể hiện dũng khí của mình về mặt quân sự và vạch ra một ranh giới trong các cuộc thảo luận về việc liệu các công ty quân sự tư nhân như vậy có cần thiết hay không." Một số khẳng định rằng Moscow đang khuyến khích thành lập thêm các PMC như một cách để làm giảm ảnh hưởng của Prigozhin hoặc để thay thế hoàn toàn tập đoàn Wagner. Đặt các nhóm cạnh tranh với nhau phù hợp với phong cách quản lý chính trị chia để trị của Putin. Mối thủ công khai đang diễn ra của Prigozhin với Bộ Quốc phòng Nga cũng có thể thúc đẩy mong muốn ở Điện Kremlin giành quyền kiểm soát nhiều hơn đối với các công ty lính cho thuê. Đây có thể là lý do đằng sau việc thành lập quân đội tư nhân PMC ở Nga các PMC có một lợi thế khác đối với Putin. Thương vong của họ không được tính vào số người chết trong chiến tranh chính thức. Điều này có thể giúp duy trì sự ủng hộ trong nước cho cuộc chiến. Ví dụ, Hoa Kỳ ước tính 10.000 chiến binh của tập đoàn Wagner đã chết ở Ukraine kể từ tháng 12, trong khi Prigozhin tuyên bố 20.000 nhân viên của Wagner đã chết khi chiến đấu ở Bakhmut. Cả hai con số như vậy đều không được phản ánh trong số người chết chính thức của quân đội. Sự gia tăng của các PMC có thể châm ngòi cho sự cạnh tranh nguy hiểm khi các nhóm này tranh giành sự hỗ trợ chính trị và vật chất từ Moscow. Các nhóm đóng quân xung quanh Bakhmut đã chiến đấu. Sự gia tăng của các PMC có thể châm ngòi cho sự cạnh tranh nguy hiểm khi các nhóm này tranh giành sự hỗ trợ chính trị và vật chất từ Moscow. Các nhóm đóng quân xung quanh Bakhmut đã bắt đầu chiến đấu với nhau, bao gồm cả việc chê bai lẫn nhau và tranh giành tân binh. Hoạt động bên ngoài hệ thống chỉ huy quân sự truyền thống của các PMC cũng có thể khiến nước Nga rơi vào tình trạng trao đảo hoặc thậm chí tích cực phá hoại an ninh quốc gia của nước này. Một trường hợp có thể xảy ra là cáo buộc gần đây rằng các lực lượng Nga cố ý bắn vào lính lính thuê Wagner theo một đoạn video quay cảnh một chỉ huy quân đội Nga bị Wagner bắt giữ. Trong video, người chỉ huy nói rằng anh ta ra lệnh do không thích cá nhân đối với tập đoàn Wagner, mặc dù Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa bình luận về video. Nếu đúng, điều này có nguy cơ khiến quân đội Nga phải đối đầu với nhóm lính đánh thuê lớn nhất của Nga khi Ukraine tiến hành cuộc phản công được chờ đợi từ lâu. Gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã ký một sắc lệnh kêu gọi các tổ chức quân sự tư nhân tình nguyện ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga để giúp tăng cường kiểm soát của chính phủ đối với các PMC, đồng thời đưa ra các ưu đãi như cung cấp cho PMC tư cách pháp nhân. Tuy nhiên, Prigozhin tuyên bố rằng Wagner sẽ không làm như vậy. Điều này có thể làm căng thẳng giữa Wagner và Bộ Quốc phòng Nga leo thang hơn nữa số lượng đối thủ cạnh tranh ngày càng tăng cũng có thể thúc đẩy nhiều PMC của Nga theo đuổi các hợp đồng có lợi nhuận bên ngoài Ukraine. Wagner và những nhóm khác đã tham gia vào các hoạt động ở châu Phi, châu Á, châu Âu và Nam Mỹ. Và họ gieo đau khổ bất cứ nơi nào họ đi. Trong các hoạt động ở châu Phi, Syria và Ukraine, các chiến binh của Wagner đã thực hiện các vụ hành quyết hàng loạt, hãm hiếp, bắt cóc trẻ em và tra tấn. PMC cũng có thể khiến tình hình an ninh ở những nơi đó xấu đi theo những cách khác họ thường kết nạp các chiến binh từ nhiều quốc gia khác nhau họ cũng có thể tuyển dụng những kẻ phạm tội đang bị giam giữ hoặc cựu thành viên của các nhóm vũ trang và tổ chức tội phạm đưa những kẻ này trở lại với dân chúng cuộc chiến ukraine có thể sẽ là chất xúc tác cho đổ máu ở những nơi khác trên thế giới dưới bàn tay của các pmc nga moscow có khả năng tiếp tục dựa vào wagner và các pmc khác vì họ cung cấp lực lượng chi phí thấp và ít dấu chân tuy nhiên kết quả có thể là thảm họa đối với dân thường nơi các pmc của nga đặt chân đến Bản tin 24 giờ của DKN đến đây là kết thúc. Quý vị cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.